Cô xin chào tất cả các bậc phụ huynh, cô chào tất cả các bé thân yêu. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Võ Thị Diệu My, giáo viên lớp nhỡ 5 trường Mầm Non Hướng Dương. Hôm nay, cô rất vui khi được gặp lại quý phụ huynh cùng tất cả các con trong hoạt động làm quen với văn học, với đề tài thơ Bé làm bao nhiêu nghề. Và cô nhờ quý phụ huynh hãy hướng dẫn lại cho các con mình làm quen với bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề nhé. Và bây giờ, cô mời quý phụ huynh cùng nghe bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề. Bé làm bao nhiêu nghề, tác giả Yến Thảo. Bé chơi làm thợ nề, xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, đào lên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé chơi làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Bé chơi làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, bé lại là cái cún. Vừa rồi quý phụ huynh vừa nghe bài thơ rất là hay đúng không nào? Bài thơ nói về rất nhiều ngành nghề trong xã hội, và những ngành nghề đó có những lợi ích riêng. Và trong bài thơ, bạn nhỏ cũng rất là vui vẻ và thích thú. Khi ở lớp, bạn được đóng vai rất là nhiều ngành nghề trong xã hội, nhưng khi trở về nhà, bạn vẫn mãi là cái cún đáng yêu của mẹ đấy. Sau đây, cô xin mời quý phụ huynh cùng xem lại bài thơ và nhờ quý phụ huynh hướng dẫn lại cho trẻ làm quen bài thơ Bé làm bao nhiêu nghề nhé. Bé làm bao nhiêu nghề, tác giả Yến Thảo. Bé chơi làm thợ nề, xây nên bao nhà cửa. Bé chơi làm thợ mỏ, đào lên thật nhiều than. Bé chơi làm thợ hàn, nối nhịp cầu đất nước. Bé chơi làm thầy thuốc, chữa bệnh cho mọi người. Bé chơi làm cô nuôi, xúc cơm cho cháu bé. Một ngày ở nhà trẻ, bé làm bao nhiêu nghề. Chiều mẹ đến đón về, bé lại là cái cún. Bậc phụ huynh, video của cô đến đây là kết thúc rồi. Cô xin kính chúc tất cả các bậc phụ huynh cùng tất cả các con có thật nhiều sức khỏe. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con.